Dạ Thảo xin mến chào mọi người. Thì hôm nay là Thảo đến thăm chị Quý lấy gà làm chồng mọi người. Thấy cái câu chuyện này rất là kỳ lạ không? Thì hiện tại là chị đang dọn mùng mền, hình như là chuẩn bị đang đi đâu hay sao mọi người. Thì hôm nay mình mua thấy cái bánh phô mai ngoài trước ngon quá cho nên mua cho chị, không biết là chị có ăn cái gì chưa. Chị Quý, mua cho chị nè. Hồi nào giờ mình biết ăn bánh phô mai không? Chưa. Hả? Chưa hả? Cho em gắn cái mic cho chị. Ăn thử coi, ngon không? Ăn thử cái bánh. Ăn được không? Được. Ủa? Ăn được em thấy là chị đang cuốn mùng mền là tính đi đâu rồi? Đâu có đi đâu. Cuốn lên cho sạch, ăn ổn. Cho nó gọn hả? Rồi con gà đó là chồng mình là lúc nào cũng bên mình hết trơn ha. Trời ơi sao mà bữa nay sao mà thấy cái mặt nó tím ngắt hết trơn rồi. Nãy giờ có nhổ lông nữa không? Có. Sao nhổ nó gì vậy? Hả chị? Nhổ cho sao? Hôm nay được cái mục mới luôn. Ai cho vậy chị? Bạn đẹp trai cho. Bạn đẹp trai hả? Bạn đẹp trai là ai biết không? Nhiêu tuổi? Bạn trai hả? Mới lại đây luôn hả gì? Chiều. Anh thấy lạ không? Em thấy cũng là lạ đó. Anh kêu con này bạn gì? Con gà. Con gà rồi. Gà trống. Sáng giờ có ăn uống gì chưa chị? Sáng giờ ăn uống gì chưa? Chưa, mới ăn rồi thôi mà. Mới ăn đó không ạ? À? Hỏi là sáng giờ mình có ăn uống, ăn cơm, nước gì chưa? Ăn có một chút mà. Vậy là hồi lúc mà chị chưa vào đây á, là ở chỗ này, là ở trong này là gác dữ lắm hả chị? Nó nhiều lắm hả? Mình vô cái mình dọn để mình ở ha. Rồi em thấy là ba cái quần áo gì ở trong đó là của chị hay là của ai? Máng giày đó đó. Máng giày đó là của ai? Vậy là lau vô đăng ngang máng thôi. Nhưng mà mấy cái đó là đồ đó là của mình hết hả? Ở đâu mà nhiều vậy? Mình đi mình dặn chồng mình đi là không có đem đồ theo mà đâu đồ nhiều vậy ạ? Của bà con của bác mà lại ta gặp ta cho. Vậy con gà nó ngủ luôn kìa. Đây là con gà là người yêu của chị đó. Nếu mà gọi đúng luôn là gọi là người yêu hay là gọi là chồng luôn? Đúng luôn á. Gọi đúng luôn là anh yêu á. Anh yêu phải không? Còn nếu mà tình cảm xíu gọi là tục tân phải không? Anh ơi, có nhiều người em thấy em thương động vật hơn thương người á. Vậy đó hả? Vậy là chị thương động vật hơn thương người hả? Tại động vật hiểu chuyện hơn người. Như là động vật gì mà nó có cái sự nghe và hiểu nhiều hơn hả? Nhưng mà nó đâu có biết cái gì đâu. Phải không anh yêu? Thường thường là mình giấc tối hoặc là ban ngày đồ là buồn buồn là mình nói chuyện với gà đó hả? Nói rồi nó có hiểu không? Nó có nói lại chị không? Nói bằng cái giác quan, bằng cái tâm linh hay bằng cái gì? Mát ra. Mình bỏ nhà mình đi với mình nhớ gia đình không chị? Nhớ hả? Nhớ chồng không? Sao kỳ á? Có anh chồng cái bên này nhớ làm gì? Có chồng gà hả? Nghe lạ ha, câu chuyện nghe lạ ha. Đồ đó là ba cái mùng mền đồ chắc mới ha, cho nên mình cuốn lại ha. Không phải, cũ không à. Nhưng mà tại vì để cho nó sạch sẽ, mất công dặn không có chỗ phơi. Rồi mình cho. Cha ăn này bị mất nghẹn, để đây đi. Uống nước vô. Tháo nước rồi. Lấy chai nước lọc đó. Chai nước lọc nè. Lấy chai nước lọc uống đi. Ừ.
Rồi sao mà dắt tối, thôi ta để con gà, đi là nó là bạn thân mình thôi, để nó ở ngoài đi, sao mà để trong mình vô nó ỉa đáy rồi sao? Nó ngủ trong bội nó đó, chứ nó đâu ngủ chung trong mồm. Vậy hả? Sao chị nói là ôm ngủ? Thì nó ngủ chung trong mồm nhưng mà nó nằm ở trong cái bội á. À, hiểu rồi. Hiểu không? Hiểu rồi, tức là nằm ở trong mùng nhưng mà nằm trong cái bội ha. À, có ỉa đáy, ỉa trong đó luôn. Ờ, nó ỉa đáy thì mình lót cái bọc ghê. À. Giờ tối nói chuyện với nó thường xuyên ha. Ờ. Kìa, hiện tại giờ nó cũng ngủ nữa rồi, kìa nó ngủ rồi đó. Vậy chứ nguyên ngày nay làm phiền quá, nó ổng ngủ không được, giờ ổng mới ngủ đó. Vậy đó hả? Sao cái mặt nó tái chân vậy chị? Chị nhổ lông quá đó phải không? Nhổ lông quá. Không, nhổ lông mà trắng không? Hả? Anh thấy nhổ lông mà nó có trắng không? Gà này gọi là gà điều quá ta. Nhưng mà em hỏi anh nè, anh nhổ lông nó anh thấy nó có trắng không? Không, em có nhổ lông rồi không biết. Cửa gì ạ? Ăn bánh ngon không? Ăn bánh ngon rồi. Ờ. Anh bao em ăn mới ngon đúng không? À. Anh biết em gọi hai từ anh em là như thế nào không? Không. Nói rồi, nói cho bà con nghe coi. Anh là biết gì không? À, sao? Cái chữ anh á, cái chữ A đó là gọi là dời. Chữ bánh nữa gọi là dời. Thì chị bây giờ chị cứ giải thích cho bà con nghe đi. Anh em là em kêu anh bằng ba đó. Kêu bằng ba không á, ba mới mua bánh cho con ăn nè, đúng không? À, em là ba đó. Con gà này có cái bằng chân độc lạ quá đó. Đeo chuỗi luôn đó, thấy không mọi người? Đây, hai vợ chồng nè. Vậy là chị là vợ nó là chồng hả vậy? À. Anh sao nhiều người nhỏ nhen quá à? Sao nhỏ nhen? Nói đi, nói không nói cười hoài biết đâu. Sao? Kể nghe coi. Cười cười mà. Để em nghe thông báo kìa. Hả? Để em nghe thông báo kìa. Thông báo vụ gì? Đài phát thanh á. Đài phát thanh phát cái gì? Không biết đài phát cái gì nữa. Vậy là mình ở đây không có nước nôi hết trơn, là mình thay đồ thôi và khỏi tắm phải không? Dạ. Rồi nó có mùi hay sao? Sao hay thầy? Thì chị nói đó, chị nói mấy lớp trước là chị không có nước nôi gì trơn á. Rồi tắm rồi đi lại kia phóng cầu phải không? Sao hay vậy trời? Chị nói mà. Không. Hôm qua em có tắm rửa bằng xà phòng rồi. Tắm ở đâu? Tắm trong đó đó, 2 ngày tắm lần. 2 ngày 8 lần hả? Dạ, nước tắm trong đó rồi nước đâu tắm? Đó, nước chai đó khách đi. Trời ơi, cái nước chai đó là tắm gì đủ? Bao nhiêu chai cho đủ? 3 chai là em tắm đủ từ trên xuống dưới rồi. Vậy hả? Gội đầu luôn hả? À. Rồi nước đó là mua hay là ta cho? Là cậu nặng á. Múc về hả? À. Trời ơi. Rồi sao ở nhà anh, không? Anh có ngủ, anh có từng ngủ ở đây chưa? Dạ không, không có chị ơi. Nào giờ không có ngủ ở đây đâu. À. Anh ngủ khách sạn không ạ? Rồi giờ ở nhà sung sướng không chịu sao bỏ nhà đi mà ở mấy cái chỗ này chi vậy? Dạ ở nhà nó có gì sướng đâu, anh chỉ em coi. Nhà cửa có chỗ nơi ở không ở, có chồng ở nhà. Rồi sao không ở? Có con gà trống tối có ôm đâu mà sướng. Gà trống là chồng cũ vậy đó ha. Có ôm đâu mà sướng. Tối không ôm chị hả? Thì ổng không ôm chị ôm ổng. Thôi ai ôm tôi mới ôm. Vậy hả? Đang nhớ ảnh hay vậy? Có khi nào mình đi nhớ ảnh không? Không.
bị muỗi cắn đít nữa rồi. Trời ơi, ở ngoài này. Đây con gà tục tưng. Gà tục tưng. À, con gà của chị đó, nó gọi là anh yêu đó. Nó cũng dạng quá thiệt chứ mọi người, nó dạng ghê luôn. Nó gặp mà người khác là nó đi mất tiêu rồi, nó chạy hết trơn mất tiêu luôn rồi. Dạng ghê không? Đó. Có sợi chuỗi luôn nè. Không biết buộc cái bằng cái gì nữa để mình. Ô là trời ơi, giờ mới thấy nè ông ơi. Chỉ mai vô luôn, mai vô da nhỏ luôn chàng ơi. Tưởng đâu là lấy cái cọng dây á buộc lên cổ. Ai ngờ đâu may vô cái da luôn. Sao mình lấy kim mình may vô luôn vậy chị? Hả? May cho đẹp. May vô tội nghiệp đó, trúng da nó đau rồi. Em tưởng đâu là chị lấy cái vòng á, chị quấn vô cổ đó không mà. Nó quen rồi. Anh làm như là xích chó vậy hả? Như vậy? Anh làm như là xích con chó vậy hả? Thì bây giờ mình lấy cái vòng đeo cho nó đẹp rồi, đâu mà mai vô da, lấy kim đâm vô da tôi cuốn gà luôn. Biết hả? Em đừng có lấy nữa. Nói hoài cũng ma vậy. Ủa anh đang làm gì? Anh đang làm gì mà chị? Lắng chị hả? Không có, anh kêu dẫn đi vườn hoa chơi. Trời đã vậy? Lấy thêm cái xô nữa thì ra ra ngoài xin tiền. À vậy hả? Ra ngoài coi mấy người mà người ta mua hoa mua đồ đó. Rồi hôm gà có đi chưa? Có đi vườn hoa lần nào chưa? Chưa. Tối nay mới đi hả? Tính chút đi nè. Lấy cái xô mới chịu hả? Sao không lấy cái nào nhỏ nhỏ lấy tới cái xô? Đây cái xô mà bự lắm à. Chưa làm móng chân. Trời ơi. Làm chắc ta không có làm đâu. Ủa cái móng chân nó sơn hay bị thúi vậy hả? Bị thúi. Thật sự là mình không có muốn về nhà luôn hả chị Quý? Không. Không về luôn hả? Thà đi bụi vậy đó ha. Đi bụi cho chồng nhớ chơi vậy hay sao? Không phải, đi bụi cho biết mùi. Cái mùi gì? Mùi đời hả? Để ở nhà để ở nhà mất công đi chợ hoài. Ở nhà mất công đi chợ là sao? Thì ở nhà mất công đi chợ. Ngày mình hút gói không? Gói thuốc không? Không. Hút chơi vậy đó hả? Ấy chứ. Rồi nằm như nàng tiên cá vậy ha. Kính thưa mọi người, mình đang đứng ở trong một cái khuôn viên ở trong cái nơi bỏ quan ở dưới Châu Phú, An Giang. Hôm nay mình đến thăm chị Quý lại để mà coi chị còn ở nơi này không. Hiện tại là mình thấy là cuốn đồ lại, mình tưởng đâu là chị chuẩn bị chị đi chỗ khác ở rồi chứ. Thì chị có mấy cái chỗ này, cái này là mới ăn xong hôm bữa nè. Mới ăn xong. Rồi cái này cái nồi cái nồi mới mua. Đó. Mấy cái món này là mới không được mấy anh em quay vô YouTube á. Cái người hùng vô cho một chút đỉnh. Còn ba cái này là ở bên Bách Quá Xanh á. Người ta bỏ rồi chứ chị đem về chị gọt để mà chị nấu nướng ăn. Ở xung quanh đây là những cái gác mà mỗi lần ở trong này nè, mà chị phải dọn ra sạch sẽ chỗ này mà chị bỏ qua anh đó để mà ở đây. Thì chị làm bạn với chú gà thì kêu bằng anh yêu, gọi là chồng á mọi người. Ngày mai có lợi không? Chi vậy chị? Không á, mà mai có lợi không? Chưa biết nữa. Chi vậy? Có gì không? Chừng nào lợi mua cá chê có trứng á hả lợi nha. Mua con cá chê có trứng hả? Dạ mua con cá cha có trứng được không? Cũng được nè. Tức là chị thích ăn cá có trứng đúng không? Con cá cha có trứng mua khúc thôi với miếng trứng thôi chứ đừng mua gến nguyên con nha. Vậy hả? Giờ tại biết sao nguyên con không có cái nồi để nấu chứ không có tốt lành gì. Phải có đồ để nấu á, xách nguyên con bự ra đây.
Vậy là bây giờ nếu mà vậy mình mua cái nồi bự đi. Ta đâu bán đâu. Tính mua cái thau á. Mua cái thau nhôm bự á. Cái chảo hả? Cái thau nhôm bự á. Cái thau nhôm. Thau nhôm bự mà do giống như là để phá lấu rồi đó. Ừ, bự cỡ đó đấy ha. Ừ. Rồi thôi em chào chị nha. Ừ.